sống miền Tây xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết thì mình đang có mặt tại khu vực chùa Trăm Rồng của thành phố Sóc Trăng. Đây là hình ảnh bà con Phật tử đến cho buổi chiều để đến viếng chùa. Và sao mà quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Hiện nay là khu vực này là chùa Trăm Rồng của thành phố Sóc Trăng. Đây là bà con mình đến đây rất khá là đông. Thì bãi tỉ xe thì nó nằm ở dưới cái bộ cái cây dầu khá là nhiều. Rất là đẹp. Của ngày mùng 4 Tết. Đây là toàn cảnh mình trên đường vào chùa Trăm Rồng các bạn. Ở đây thì có cái tòa tháp, thì năm nay thì chùa thì cũng không có trang trí gì nhiều về cái chùa. Ở đây thì hình ảnh này thì cũng rất là đẹp các bạn. Giờ mình đi vào bên trong các bạn. Đây các bạn nhìn thấy là bà con hiện giờ là đi khá là đông luôn. Đây giờ mình đi vào bên đây để mình xem cái tòa tháp các bạn. Đây bây giờ mình thấy là con mình đến đây buổi chiều giờ này thì đổ về chùa Trăm Rồng của thành phố Sóc Trăng nằm ở phường 5 các bạn, đường trên đường Tôn Đức Thắng đó. Mấy bạn thấy rất là đông. Bây giờ mình đi ra phía sau các bạn ha. Đi lại cái tượng Phật nằm là cái điểm chính của ngày hôm nay. Thì mình đến tham quan chùa Trăm Rồng ngày mùng 4 Tết để xem bà con Phật tử mình đến đây để viếng chùa như thế nào nha. Thì chùa này có cái lõi kiến trúc giống như của Thái vậy thôi. Rất là đẹp. Còn bên đây là chánh điện của chùa. Các bạn nhìn thấy giờ này bà con mình đổ rất là đông rồi nha. Đây phía trước mình là tượng Phật nằm các bạn. Tượng hôm nay thì thấy cái gương mặt của bà các bạn gỡ và tươi cười luôn các bạn. Rất là đẹp đó. Khá
phát sinh luôn các bạn. Đây, thấy cô gái luôn. Đây là toàn cảnh phía trước của mặt chuồng các bạn. Mà đứng hai trước cái công viên để mà lấy cái cảnh đẹp, vẻ đẹp của tượng Phật nằm các bạn. Đến để mà tham quan cái chùa Phật nằm luôn các bạn. Thì từng đoàn người đứng ở dưới chỗ tượng Phật rất khá là đông rồi các bạn. Đây đi dành đi dọc đi đi lên cho các bạn xem luôn. Đây sẽ là những xe đồng người bắt đầu đổ vào tiếp tục các bạn, khá là nhiều, khá là đông đúc luôn. Hiện giờ đang làm cái cây cột cờ đó các bạn, chưa có rồi nữa đó, đang làm thêm. Đây cô gái này rất là xinh luôn các bạn. Té theo. Hình luôn á nha. Rồi bây giờ cuộc sống miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hãy đón xem những video kế tiếp của cuộc sống miền Tây. Xin mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau. Nếu có hay hữu ích, hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ nhận xem. Xin mến chào.